Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 17. Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau. Tôi tớ khôn sáng sẽ quản trị con trai làm xấu hổ và được hưởng phần cơ nghiệp giữa các anh em. Nồi giót để luyện bạc, lò để luyện vàng, nhưng Đức Giê-hô-va thử lòng của loài người. Kẻ làm ác chăm chỉ về môi gian ác, kẻ hay nói dối lắng tai nghe lưỡi độc hiểm. Ai nhạo báng người bần cùng, sỉ nhục đấng tạo hóa mình. Ai vui mừng về tai họa sẽ chẳng được thoát khỏi bị phạt. Mão triều thiên của ông già, ấy là con cháu, còn vinh hiển của con cái, ấy là ông cha. Lời tốt lành không xứng với kẻ ngu, môi miệng giả dối lại càng ít xứng cho vua chúa thay. Của hối lộ giống như viên ngọc quý trước mặt ai được nó, dầu nó xây trở phía nào cũng được may mắn. Kẻ nào lấp giấu tội lỗi, tìm cầu điều tình ái, còn ai nhắc lặp lại điều gì, chia rẽ bạn bậu thiết cốt. Lời quở trách thấm sâu vào người khôn ngoan hơn là trăm roi đánh vào kẻ ngu muội. Kẻ gian ác chỉ tìm điều phản nghịch, vì vậy sẽ sai một sứ giả dữ tợn đi hãm đánh nó. Thà người ta gặp gấu cái bị cướp con hơn là gặp kẻ ngây dại theo điên cuồng nó. Tai họa không hề lìa khỏi nhà của kẻ lấy ác trả thiện. Khởi đầu tranh cạnh, ấy như người ta mở đường nước chảy. Vậy khá thôi cãi lẫy trước khi đánh lộn. Ai xưng kẻ ác là công bình, và kẻ nào lên án cho người công bình? Cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Kẻ ngu muội thiếu trí hiểu, thế thì bạc trong tay hắn mua khôn ngoan mà chi? Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn, và anh em sinh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Kẻ ngu muội giao tay chịu làm bảo lãnh trước mặt kẻ lân cận mình. Ai ưa tranh cạnh, ưa tội lỗi, ai xây cất cửa mình cao, kiếm điều hư sập. Kẻ nào có lòng vạy vò, không tìm được phước hạnh, và ai có lưỡi gian tà, sẽ sa vào tai hại. Ai sinh con ngu muội, ắt sẽ có buồn rầu, còn cha của kẻ ngây dại, chẳng được vui vẻ. Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Người gian ác lãnh nhẹm của hối lộ, đặng làm sai lệch các lối xét đoán. Có sự khôn ngoan trước mặt người thông sáng, song con mắt kẻ ngu muội ở nơi địa cực. Con ngu muội là một điều buồn rầu cho cha và một sự cay đắng cho mẹ đã sinh đẻ nó. Lấy làm chẳng tốt mà phạt vạ người công bình, hay là đánh người tước vị vì cớ lòng ngay thẳng của họ. Người nào kiêng lời nói mình có tri thức, còn người có tính ôn hàn là một người thông sáng. Khi nín lặng, dầu người ngu dại cũng được cầm bằng khôn ngoan, còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại được kể là thông sáng. Chương 20. Đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Tôi lại thấy những ngai
và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì cho những người ấy. Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Khi hạn 1000 năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở 4 phương trên đất, dân Gót và dân Ma Gót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đang ngồi ở trên. Trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Chương 21. Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới, trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng. Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng, này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn lại rằng, hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Ngài lại phán cùng tôi rằng, xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khác, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Một vị trong 7 thiên sứ đã cầm 7 bát đựng đầy 7 tai nạn cuối cùng, đến gần tôi bảo rằng, hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động. Thiên sứ đó đưa tôi đến một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt. Thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa. Trên những cửa có 12 vị thiên sứ cùng những danh đề, là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Còn tường của thành có 12 cái nền. Tại trên có đề 12 danh, là danh 12 sứ đồ của chiên con.
đấng nói cùng ta, tay cầm một cái thước, tức là cái sậy bằng vàng để đo thành, cắt cửa và tường của thành. Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây sậy. Thành được 12,000 hectare. Bề dài, bề ngang và bề cao cũng bằng nhau. Người lại đo tường thành được 144 cude, là thước đo của loài người và cũng là thước đo của thiên sứ. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng cỡ như thủy tinh trong vắt. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc. Nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng đá lam bửu, nền thứ ba bằng lục mã não, nền thứ tư bằng đá lục cẩm, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng đá hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ 11 bằng đá hồng bửu, nền thứ 12 bằng đá tử bửu. 12 cửa thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành. Đường trong thành bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt. Ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó, và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Chương 22. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời. Vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng, những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là Văn, đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sấp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Song người phán rằng, chớ làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến. Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.
tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cái sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu ở với mọi người. Chương 26. Gióp cất tiếng đáp rằng: ngươi đã phù trợ kẻ không quyền giường nào, tiếp cứu cánh tay chẳng sức lực, khuyên luận kẻ vô tri và tỏ biết bao sự khôn sáng chân thật. Ngươi đã giảng luận cho ai, linh hồn của ai bởi ngươi mà ra? Kẻ qua đời run rẩy, dưới nước lớn và muôn vật ở đó cũng vậy. Âm phủ bày lộ ra trước mặt Đức Chúa Trời, và vực sâu không màn che khuất. Chúa trải Bắc Cực ra trên vùng trống, treo trái đất trong khoảng không không. Ngài ém nước trong các áng mây Ngài, mà áng mây không bứt ra vì nước ấy. Ngài che khuất bề mặt của ngai Ngài, và trải mây Ngài ở trên nó. Ngài đã vẽ một vòng tròn trên mặt nước, cho đến nơi giới cực của ánh sáng và tối tăm giáp nhau. Những trụ của các tầng trời rúng động và sững sờ khi Đức Chúa Trời hăm dọa. Ngài lấy quyền năng mình mà khiến biển dậy lên, và nhờ sự khôn ngoan mình mà đánh vỡ Ra-háp. Thần Chúa điểm trang các tầng trời, tay Chúa đấm lũng rắn thoảng qua lẻ. Kìa, ấy chỉ là biên giới của các đường lối Ngài. Ta được nghe tiếng nói về Chúa sầm xì nhỏ thay, nhưng ai hiểu rõ tiếng sấm của quyền năng Ngài? Chương 27. Gióp tiếp nói lẽ luận cao mình mà rằng: Đức Chúa Trời đã đoạt lấy lý tôi, đấng toàn năng khiến linh hồn tôi bị cay đắng. Tôi chỉ sinh mạng của Ngài mà thề rằng: hễ hơi thở tôi còn ở mình tôi, và sinh khí của Đức Chúa Trời còn trong lỗ mũi tôi, quả hẳn môi tôi sẽ chẳng nói sự gian ác, lưỡi tôi cũng không giảng ra điều giả dối. Khi tôi đoán xét, không thể nào cho các bạn là phải. Cho đến kỳ chết, tôi chẳng hề thôi quả quyết rằng tôi trọn vẹn. Tôi giữ chặt sự công bình mình, không rời bỏ nó. Trọn đời tôi, lòng tôi sẽ chẳng cáo trách tôi. Ước gì cừu địch tôi bị xử như kẻ ác, và kẻ dấy lên nghịch cùng tôi bị cầm như kẻ trái lẽ công bình. Dẫu kẻ ác được tài sản, Đức Chúa Trời cất lấy linh hồn nó đi. Vậy sự trông cậy kẻ ác là gì? Khi sự hoạn nạn xảy đến cùng hắn, Đức Chúa Trời há sẽ nghe tiếng của hắn sao? Có phải hắn sẽ tìm được sự vui sướng mình nơi đấng toàn năng và thường thường cầu khẩn Đức Chúa Trời sao? Tôi sẽ chỉ dạy cho các bạn việc tay Đức Chúa Trời làm, không giấu các bạn ý của đấng toàn năng. Này, chính các bạn đã thấy điều đó. Vậy nhân sao còn có những tư tưởng hư không kia? Này là phần mà Đức Chúa Trời định cho kẻ ác, và cơ nghiệp của kẻ cường bạo nhận lãnh từ đấng toàn năng. Nếu con cái hắn thêm nhiều, ấy để cho gươm giết, còn dòng dõi hắn ắt không ăn cho no nê được. Kẻ còn sống sót lại của hắn bị sự chết vùi dập, và người quá bụa hắn sẽ không than khóc. Dẫu hắn có thâu góp bạc tiền như cát bụi, sắm sửa quần áo nhiều như bùn, thật hắn sắm sửa xong rồi ra người công bình sẽ mặc lấy, còn bạc kẻ vô tội sẽ chia nhau. Người cất nhà mình như ổ sâu trùng, như chòi mà người giữ vườn nho thường cất. Hắn nằm xuống giàu có, xong sẽ chẳng được liệm. Nó mở con mắt ra, bèn chẳng còn nữa. Sự kinh khiếp thình lình áp vào hắn như thể nước luộc. Bão tố đoạt lấy hắn trong lúc ban đêm. Gió đông đem hắn đi, bèn biệt mất. Một luồng giông lớn rứt hắn đi khỏi chỗ hắn.
Đức Chúa Trời giáng tai vạ trên mình hắn, chẳng thương xót lấy. Hắn rất muốn chạy trốn khỏi tay Ngài. Người ta sẽ vỗ tay mừng về việc hắn và hút gió đuổi hắn khỏi chỗ ở của hắn. Chương 28. Bạc có mỏ để người ta đào lấy nó, và vàng có nơi người ta luyện nó. Sắt từ nơi đất lấy ra, đá đúc chảy ra mà lấy được đồng. Loài người làm tan tăm tối, dò xét đến cùng tột. Hòn đá ở nơi âm ẩm tối tăm đen kịt. Người ta đào mỏ xa chỗ loài người ở trên thế, tại trong nơi vắng vẻ không chân người đi đến. Chúng bị treo và đồng đưa xa cách loài người. Đất sinh ra lương thực, còn ở bên dưới nó dường như bị lửa xao lộn. Các đá nó là chỗ có ngọc bích, người ta tìm được mạc vàng tại đó. Chim ăn mồi chẳng biết đường lối này, mắt chim ưng không tìm nó ra được. Thú dữ không hề bước trên nó, sư tử chẳng có đi ngang qua đó. Loài người tra tay trên hòn đá cứng, đánh đổ các núi từ nơi nền của nó. Người độc hang trong hòn đá, mắt nó tìm được mọi bửu vật ở trong. Người ngăn nước sông để chẳng rịn ra, đem ra sáng điều chi ẩn bí. Còn sự khôn ngoan tìm được ở đâu? Tại nơi nào có sự thông sáng? Người ta chẳng biết được giá trị nó. Nó không ở tại trên đất của loài sống. Vực sâu rằng nó chẳng có trong tôi, và biển rằng nó không ở cùng tôi. Chẳng dùng vàng ròng đổi lấy nó đặng, cũng không hề cân bạc mà mua được nó. Người ta không đánh giá nó với vàng Ophir, hoặc với ngọc hồng mã não, hay là với ngọc bích. Chẳng sánh nó được với vàng hay là pha lê, cũng không đổi nó để lấy khí dụng bằng vàng ròng. Còn san hô và thủy tinh thì chẳng cần nói đến. Giá trị sự khôn ngoan thật cao hơn châu báu. Ngọc sắc vàng Ethiopia nào sánh cùng nó được đâu, cũng không hề đánh giá nó với vàng ròng. Vậy thì sự khôn ngoan ở đâu đến? Sự thông sáng ở tại nơi nào? Nó vẫn giấu khuất mắt các loài sống và tránh ẩn các chim trời. Chốn trầm luân và sự chết nói rằng, lỗ tai chúng tôi có nghe tiếng đồn về nó. Đức Chúa Trời thông hiểu con đường nó và rõ biết chỗ ở của nó, vì Ngài nhìn thấu tận các đầu thế gian và thấy rõ khắp thiên hạ. Khi Ngài định sức nặng cho gió, độ lượng cho các nước, định luật lệ cho mưa và lập đường lối cho chớp và sấm. Bây giờ Ngài thấy sự khôn ngoan và bày tỏ nó ra. Ngài lập nó và dò xét nó nữa. Đoạn phán với loài người rằng, kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan. Tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.